kính mời quý vị theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chiều qua chương trình hộp thư truyền hình đã nhận được đơn của ông Trần Văn Bình, ngụ thôn Xuân Hòa, xã Xuân Bình, huyện Châu Đức. Trong đơn, ông trình bày hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất, quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ông và em trai là ông Trần Văn Hùng chưa khách quan và có sai lệch về hồ sơ vụ án. Phóng viên chương trình đã đi thực tế tìm hiểu và có ghi nhận sau. Theo trình bày của ông Trần Văn Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông và bị đơn là ông Trần Văn Hùng, em trai của ông. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa này, ông yêu cầu tạm hoãn phiên tòa để thực hiện giám định 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình, huyện Châu Đức và được tòa đồng ý. Tuy nhiên, mặc dù lý do tạm hoãn phiên tòa như vậy, nhưng tòa lại giám định 3 hợp đồng này tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện. Đến ngày 8 tháng 11 năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử lần 2. Ông Bình cho biết, biên bản phiên tòa có thêm bớt nội dung và không ghi đầy đủ các câu hỏi của kiểm sát viên và hội thẩm. Khi ông Bình đề nghị thẩm phán được sao chụp tài liệu, biên bản thì không được đồng ý. Tiền án phí giữa bản án và phần tuyên án không thống nhất. Cụ thể, bản án ghi ông Bình phải nộp 122.394.000 đồng, nhưng phần tuyên án là 59.095.499 đồng. Bản án ghi ông Hùng phải nộp 73.184.000 đồng, nhưng phần tuyên án là 11.386.050 đồng. Toàn bộ diễn biến phiên tòa ngày 8 tháng 11 năm 2018 đều được ông Bình ghi âm lại. Ông Bình còn phản ánh, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ông Trịnh Hoàng Anh đã đưa ông Trần Văn Quốc Cương là bị đơn của một vụ án khác do thẩm phán Nguyễn Hữu Pho thụ lý vào vụ án của ông nhằm kéo dài thời gian xét xử. Trong khi đó, cán bộ địa chính xã Sơn Bình là người có quyền và nghĩa vụ liên quan lại không được đưa vào xét xử. Về phần lời khai, ông Bình cho biết trong biên bản của tòa ghi lời khai ba người là bà Trần Thị Ngà, ông Trần Văn Đông và bà Đoàn Thị Hà. Nhưng thực tế, ba người này hoàn toàn không có mặt tại tòa và cho lời khai. Xưa nay là tôi không có ra tòa mà tôi không có khai cái gì hết. Chứ tôi đâu có biết cái gì đâu mà biểu tôi khai. Thì tôi nó có biết gì đâu mà đem ai khai cho tôi có biết cái gì đâu mà tôi nói. Tôi có biết gì đâu. Vụ án giữa ông Hùng và ông Bình này tôi không có biết. Vừa rồi đây cách đây 14-13 năm vậy đó, Châu huyện Châu Đức có tòa án Châu Đức có kêu tôi ra để lấy lời khai, nhưng tôi đã khai trong đó rồi là tôi không có biết. Mà bây giờ tự nhiên tỉnh lại có lời khai của tôi là tôi biết vụ của ông Bình và ông Hùng. Tôi thấy cái này là bức xúc của tôi. Thế thôi. Chứ còn tôi nói là tôi không có khai cái gì, tôi chỉ yêu cầu huyện, tôi có khai trong lời khai của huyện là yêu cầu để giải quyết cho anh em nó hòa thuận thôi, chứ tôi không có biết cái gì hết. Về vấn đề mà cái vụ mà nói là tôi có khai ở trên tỉnh là không có. Không bao giờ tôi ra tỉnh, chưa ra tỉnh một lần nào. Theo ông Đông, bà Ngà và bà Đoàn Thị Hòa cũng khẳng định không cho lời khai nào trước tòa. Cả ba người đều có viết biên bản cam kết về điều này. Là về là cái biên bản hòa giải thì trong nguyên tắc hòa giải trước khi hòa giải là phải cho chúng tôi xem những hồ sơ tài liệu. Nhưng thẩm phán và thư ký không cho chúng xem. Rồi tiến hành là lập cái biên bản hòa giải thì đến để cho cuối giờ thì mới ghi là một cái biên bản mà ghi thành hai bản, mà một bản thì nội dung là các đương sự đã được xem tài liệu hồ sơ thì khi tôi đọc tới đó là tôi mới viết trong đó liền tôi không được xem, mà tại sao trong này ghi là được xem, rồi thì ông ta mới đưa tôi cái biên bản cái thứ hai tiếp nữa, là thì tôi cũng tưởng là nó y như cái biên bản kia, nhưng thật ra cái biên bản đó là không có ghi nội dung là các đơn sự được xem vào hồ sơ để chi, để họ tiêu hủy cái biên bản mà đã cho chúng tôi xem. Tôi có ghi âm lại cái biên bản phiên tòa thì bây giờ tôi cũng có cung cấp cho là báo đài đó, là hai cái biên bản, một cái biên bản là của tòa là viết, mà một biên bản tôi lược dịch ở trong cái ghi âm ra nó khác xa hoàn toàn, không đúng sự thật. Khi mà tôi tố cáo thì lại chánh án tòa án tỉnh thì cho đó là đơn tiêu đề là tố cáo, nhưng nội dung là khiếu nại đó là trái pháp luật. Tôi tố cáo là tố cáo, khiếu nại là khiếu nại, ông không có thể là suy diễn. Rồi tôi lại tố cáo tiếp đến chánh án tòa án cấp cao cũng không giải quyết cho tôi. Đến cuối phiên tòa tôi yêu cầu
cho tôi được xem biên bản phiên tòa tại trong cái quy định đó, luật tố tụng dân sự đó, thì sau khi kết thúc phiên tòa, kiểm sát viên và các đương sự tham dự phiên tòa đều được xem biên bản. Nhưng khi tôi xem thì là ông thư ký ổng nói là không có xem được, vì đây là biên bản nháp, tại ổng viết trong tờ giấy nháp. Thì nay tôi là có cái sự bức xúc và cái kiến nghị là tôi mong là pháp luật của ta đó, của nước Việt Nam, của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, xét xử cho công khai, minh bạch, rõ ràng, chứ không thể nào là dùng những cái thủ đoạn để ép chúng tôi là không được. Đó là những yêu cầu của tôi đó, là mình là đã là tòa án là phải tuân thủ pháp luật, nghiêm hành chấp hành pháp luật, nhưng mà mấy ông này là vi phạm pháp luật rồi, làm sao xét xử chúng tôi được. Phóng viên chương trình đã liên hệ với ông Trịnh Hoàng Anh, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và được trả lời như sau. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định số 17 năm 2018, trả lời 6 nội dung ông Trần Văn Bình thắc mắc. Theo đó, ngày 16 tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh thụ lý vụ án tranh chấp đất giữa ông Bình và ông Hùng. Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu độc lập và tòa đã thụ lý. Trong đó, đơn yêu cầu độc lập của ông Trần Văn Quốc Cương được thụ lý gần nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2018. Theo quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết vụ án được tính từ ngày yêu cầu được tòa thụ lý. Do đó, ông Bình cho rằng thẩm phán Trịnh Hoàng Anh kéo dài vụ án là không đúng. Còn việc đưa ông Phạm Văn Ban, cán bộ địa chính xã Sơn Bình, vào tham gia vụ án với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, quyết định nêu rõ. Ông Ban là cán bộ địa chính làm việc cho Ủy ban Nhân dân xã, chỉ thực thi nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân xã phân công theo quy định của pháp luật. Do đó, không có căn cứ đưa ông Ban vào tham gia vụ án. Quyết định cũng nêu, không có chứng cứ thể hiện ông Bình đề nghị thẩm phán cho sao chụp tài liệu, nhưng thẩm phán không đồng ý. Tòa án Nhân dân tỉnh không chấp nhận yêu cầu của ông Trần Văn Bình về việc thay thẩm phán Trịnh Hoàng Anh. Thưa quý vị, còn về những vấn đề khác, ông Trịnh Hoàng Anh cho biết hiện ông Bình đã kháng cáo vụ án lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, nên việc xác minh làm rõ những nội dung sẽ cho các cấp có thẩm quyền quyết định. Thưa quý vị, còn về những vấn đề khác, ông Trịnh Hoàng Anh cho biết hiện ông Bình đã kháng cáo vụ án lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, nên việc xác minh làm rõ những nội dung sẽ cho các cấp có thẩm quyền thực hiện. Thưa quý vị, vừa qua, hộp thư truyền hình đã nhận được đơn của ông Hồ Sĩ Tiến, ngụ phường 7, thành phố Vũng Tàu. Ông Tiến khiếu nại khẩn cấp với nội dung, vụ án ông Nguyễn Văn Đông bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến nay đã kéo dài gần 7 năm chưa được giải quyết. Trong vụ án này, ông Tiến là người bị hại. Ông Hồ Sĩ Tiến cho biết ông Đông chiếm đất nhà nước, rồi hợp thức hóa thành đất của mình để được hưởng tiền đền bù tái định cư 2,4 tỷ đồng và một lô đất tái định cư ở phường 8, thành phố Vũng Tàu. Lô đất này sau đó được ông Đông đem bán cho ông Tiến. Do ông Đông có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông Tiến tin tưởng và mua đất. Ông Tiến đã đóng đủ các loại thuế cho nhà nước theo quy định. Lúc ông Tiến đang làm thủ tục sang tên thì ông Đông bị khởi tố và lô đất này bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kê biên, phong tỏa. Ngày 7 tháng 3 năm 2015, vụ án của ông Đông được đưa ra xét xử sơ thẩm. Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt ông Đông 12 năm tù và ông Tiến được quyền sử dụng lô đất. Sau khi xét xử, ông Đông kháng cáo kêu oan. Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và trả lại hồ sơ cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vụ án. Cũng theo ông Tiến, sau 4 lần liên tiếp Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhưng đều bị hoãn mà chủ tọa không nói rõ lý do tạm hoãn và cũng không thông báo ngày xét xử lại vụ án. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2017, ông Tiến nhận được quyết định số 01 của Tòa án Nhân dân tỉnh ghi ngày 1 tháng 12 năm 2017 về việc tạm đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm số 13 ngày 23 tháng 2 năm 2017 đối với bị cáo Đông, do bưu điện ghi ngày gửi 14 tháng 12 năm 2017. Ngày 19 tháng 12 năm 2017, ông Tiến gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao về quyết định tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu hủy bỏ quyết định sai trái của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi ông Tiến kháng cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh mời ông Tiến đến thương lượng 2 lần, đề nghị rút đơn nhưng ông Tiến không đồng ý.
Vì tòa lấy lý do ông Đông bị bệnh lao để tạm hoãn vụ án, không thuyết phục do bệnh lao không phải là bệnh phải điều trị nội trú bắt buộc. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh ra quyết định phục hồi vụ án. Do đó, ông Tiến đồng ý rút đơn kháng cáo. Nhưng theo ông Tiến, ông rút đơn lúc 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2018, thì 15 giờ chiều cùng ngày, tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa. Trong gần 7 năm nay, kể từ tháng 3 năm 2012, tôi đã gửi rất nhiều đơn kêu cứu, đơn khiếu nại đến tất cả các, gần như là các cơ quan của Trung ương và địa phương, 36 nơi. Trong đó có Tổng Bí thư, có Chủ tịch nước, có Chủ tịch Quốc hội, có Thủ tướng, có Thường trực Ban Bí thư, rất đủ là các bộ ban ngành, 36 nơi. Nếu tính ra trong vòng 7 năm và 33 lần gửi đơn thì tôi đã phải gửi tới gần 1.188 lá đơn. Và nếu mỗi lần gửi đơn bình quân chiều dài 10 phân thôi, 36 nơi thì đương nhiên 33 lần thì hiện nay là chiều cao của đơn tôi chồng lên là 3m3 rồi, 3,3m, tức là bằng từ giữa nhà lên đến nóc nhà rồi. Mà tôi là người là hội thẩm nhân dân của Tòa án thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ từ 2011 đến 2021. Bây giờ tôi vẫn đương nhiệm là hội thẩm nhân dân. Tôi cũng đã ngồi hội đồng xét xử hàng chục vụ án. Đó. Tôi theo đuổi vụ án này quá mệt mỏi. Đến giờ đã vượt quá sức chịu đựng. Cái phần hình sự thì cái việc đó là việc của các cơ quan chức năng. Còn việc dân sự thì giải quyết và trả lại cái lô đất 108m2 cho gia đình tôi. Bây giờ nguyện vọng của tôi thì tôi muốn các cơ quan quản lý nhà nước là tác động hoặc là chỉ đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sớm đưa vụ án này ra xét xử và trả lại cái quyền sử dụng đất 108m2 mà gia đình chúng tôi đã mua. Gia đình chúng tôi mua hoàn toàn pháp lý, ngay thẳng, thẳng tình, thẳng lý. Đó, chúng tôi mua cái này là vì cái pháp lý của nhà nước, có cái pháp lý nhà nước chúng tôi mới mua. Tôi đã đóng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với nhà nước rồi. Phóng viên chương trình đã liên hệ với ông Trần Văn Vui, Phó Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và được ông Vui thông tin. Ngay sau khi thụ lý lại, thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa đã nghiên cứu hồ sơ và có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 19 tháng 5 năm 2017. Lúc này, bị cáo Nguyễn Văn Đông có đơn xin hoãn phiên tòa. Phiên tòa được mở lại vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, nhưng bị cáo Đông vắng mặt không có lý do nên phiên tòa bị hoãn. Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa và ấn định ngày 26 tháng 11 năm 2017 xét xử. Đến ngày 1 tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Đông yêu cầu tạm ngưng giải quyết vụ án vì ông Đông đang bị bệnh lao phổi, kèm theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định tạm đình chỉ vụ án. Ngày 12 tháng 3 năm 2018, vụ án được tiếp tục giải quyết do bị cáo Đông đã phục hồi sức khỏe. Ngày 5 tháng 6 năm 2018, tòa tiến hành mở phiên tòa. Qua quá trình xét hỏi công khai, hội đồng xét xử xét thấy chưa đủ yếu tố quy kết Nguyễn Văn Đông phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên hoãn phiên tòa. Tòa trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra bổ sung những vấn đề còn chưa thống nhất, gồm làm rõ trách nhiệm hình sự của một số cá nhân có liên quan trong vụ án, xem xét lại các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố Nguyễn Văn Đông. Bị hại trong vụ án là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó, cần xác định rõ quan điểm của bị hại trong việc ban hành quyết định số 1783 ngày 28 tháng 7 năm 2010 và yêu cầu của bị hại đối với tài sản mà Nguyễn Văn Đông đã chiếm đoạt. Chính vì vậy, vụ án của ông Đông chưa được đưa ra xét xử. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành cùng chúng tôi tại khung giờ 16 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần. Các khiếu nại, đơn thư của quý vị xin gửi về chương trình hộp thư truyền hình theo địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả cũng có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02543 636 666.
Trong đơn thư thắc mắc khiếu nại khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm những thông tin trong quá trình giải quyết. Xin thân ái chào tạm biệt.